áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các bạn, hôm trước cô đã chữa cái phần bài tập ứng dụng của bài lũy thừa của số hữu tỉ rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập trang số 22 và trang số 23 trong sách giáo khoa. Bài đầu tiên đó là bài số 38 trong sách giáo khoa trang số 22. Đề bài yêu cầu chúng ta như sau: viết các số 2 mũ 27, 3 mũ 18 dưới dạng lũy thừa có số mũ là 9. Đó là ý A. Và ý B là trong hai số 2 mũ 27 và 3 mũ 18 thì số nào lớn hơn? Tức là ý B là chúng ta đang đi so sánh hai cái lũy thừa này với nhau. Thì bước đầu tiên cô sẽ làm ý A là 2 mũ 27 mà đưa về viết dưới dạng lũy thừa có số mũ là gì? Là 9. Vậy thì bước đầu tiên cô phải xem rằng 27 có chia hết cho 9 hay không? Có, đúng nhỉ? 27 chia cho 9 là được 3. Đúng không ạ? Thế thì 2 mũ 27 chúng ta viết về 2 mũ 3 nhân 9 là nó bằng là 2 mũ 3 tất cả mũ gì? Mũ 9 theo cái công thức lũy thừa của lũy thừa. Thì 2 mũ 3 ở đây là bằng 8. Vậy thì 2 mũ 27 sẽ là 8 mũ 9. Tương tự như thế, 3 mũ 18 nó sẽ bằng 3 mũ, 18 chia cho 9 là được gì? 2, đúng không ạ? Vậy thì áp dụng công thức lũy thừa của lũy thừa, chúng ta sẽ được là 3 mũ 2 tất cả mũ 9 và bằng 9 mũ gì? 9 mũ 9. Đó là viết dưới lũy thừa với số mũ là 9. Ý B là so sánh 2 mũ 27 và 3 mũ 18. Thế thì ở đây là hai cái lũy thừa không cùng số mũ, cũng không cùng cơ số. Vậy thì muốn so sánh, chúng ta phải đưa nó về cùng số mũ hoặc cùng cơ số để gì? Để so sánh. Thì ở đây ở ý A chúng ta đã làm được là 2 mũ 27 chúng ta đưa về được là bằng 8 mũ 9 rồi. Và 3 mũ 18 đưa về bằng 9 mũ 9. Tức là đưa về hai cái lũy thừa có cùng số mũ là 9. Vậy bây giờ chúng ta chỉ việc so sánh gì? Cơ số thôi là được. Bây giờ ta thấy 8 thì nhỏ hơn 9. Vậy thì đương nhiên 8 mũ 9 sẽ nhỏ hơn 9 mũ gì? 9 mũ 9. Tức là 2 mũ 27 sẽ nhỏ hơn 3 mũ 10 gì? 18. Rất là đơn giản đúng nhỉ? Thế thì cái này lưu ý nhá. Khi mà chúng ta so sánh hai lũy thừa không cùng cơ số hay không cùng số mũ, thì cái việc đầu tiên là các bạn sẽ nghĩ đến là chúng ta phải đưa nó về thành hai cái lũy thừa cùng cơ số hoặc cùng số mũ, yeah. Tức là phải cùng một trong hai cơ số hoặc số mũ để chúng ta so gì, so sánh. Đó là bài số 38. Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo là bài số 39. Bài 39 trong sách giáo khoa, trang số 23. Đề bài đưa ra như sau: cho x thuộc q và x khác 0 với x mũ 10, viết x mũ 10 dưới dạng tích của hai lũy thừa, trong đó có lũy thừa x mũ 7. Ý B là viết dưới dạng lũy thừa của x mũ 2. Ý C là viết dưới dạng thương của hai lũy thừa, trong đó có số bị chia là x mũ 12. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm từng ý một như sau. Ý A, x mũ 10 mà phải viết về tích, đúng không ạ, của x mũ 7 với một cái số nào đó nhá, với một cái số cô đặt là số A đi. Vậy thì ở đây A sẽ bằng gì ạ? X mũ 10 chia cho x mũ 7 và A sẽ bằng x mũ 10 trừ 7, tức là chia hai lũy thừa cùng cơ số. Vậy thì A sẽ bằng x mũ 3. Đó là cách thứ nhất mà các bạn tìm ra được x mũ 10 bằng x mũ 7 nhân với A ở đây là x mũ 3. Cái cách số 2 là các bạn sẽ biến đổi như sau. Ta có x mũ 10 này,
thì nó sẽ bằng x mũ 7 cộng với 3. Mà x mũ 7 cộng 3 thì nó sẽ là x mũ 7 nhân với x mũ gì? X mũ 3. Đúng nhá? Tùy các bạn làm thế nào cũng được. Ý B. Viết x mũ 10 về lũy thừa của x mũ 2. Nhá. Ví dụ cô cho là x mũ 2 tất cả mũ n đi. Thì cái này nó sẽ là gì? X mũ 10 sẽ bằng x mũ 2 nhân n. Ở đây là hai lũy thừa cùng cơ số thì số mũ sẽ bằng nhau, tức là 10 sẽ bằng 2 nhân với n. Và chúng ta sẽ được cái n bằng 10 chia cho 2 và n bằng gì? Bằng 5. Vậy thì x mũ 10 nhá. X mũ 10 sẽ bằng x mũ 2 tất cả mũ 5. Hoặc cách số 2, chúng ta sẽ có hai cách để làm. Cách số 2 chúng ta đưa x mũ 10 này thì bằng x mũ 2 nhân với 5, đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng là x mũ 2 tất cả mũ 5 thì đơn giản hơn, đúng nhỉ? Tương tự như thế là chúng ta đưa gì? X mũ 10 về bằng x mũ 12 chia cho một số bất gì? Bất kỳ. Thế thì chúng ta sẽ được là A sẽ bằng x mũ 12 chia cho x mũ 10. Và A sẽ bằng x mũ 12 trừ gì? Trừ 10. A sẽ bằng x mũ gì? X mũ 2. Vậy thì ở đây x mũ 10 sẽ bằng gì ạ? X mũ 12 chia cho x mũ gì? Mũ 2. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai cô có thể làm như sau. X mũ 10 thì nó sẽ bằng x mũ 12 trừ 2, đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ bằng x mũ 12 chia cho x mũ gì? X mũ 2. Đấy là hai cách để chúng ta làm bài số 39, là chúng ta dựa vào là tính nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số và lũy thừa của lũy thừa. Đó là bài 39. Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo là bài số 40. Trong sách giáo khoa trang 23. Ở bài số 40, đề bài đưa ra như sau. Tính các cái phép tính A, B, C, D. Giống hệt như cái bài 37 mà chúng ta đã làm hôm trước ở trang số 22. Ý A có 3 phần 7 cộng với 1 phần 2 tất cả mũ 2. Thế nguyên tắc tính chúng ta đã được học ở lớp 6 rồi. Nhân chia trước cộng trừ sau trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tính trong ngoặc trước. Trong ngoặc là tổng của hai số hữu tỉ. Thì chúng ta tính bằng cách quy đồng mẫu số. Mẫu số chung ở đây là 14. Thì sẽ được là 3 x 2 là 6 phần 14. Cộng với quy đồng 1 phần 2 là 7 phần 14. Thì kết quả chúng ta được là 13 phần 14. Tất cả mũ 2 sẽ bằng 13 mũ 2 trên 14 mũ 2. Nó sẽ bằng là 13 mũ 2 là 169. Trên 14 mũ 2 là 196. Kết quả của ý A là 169 phần 196. Ý B 3 phần 4 trừ 5 phần 6 tất cả mũ 2. Chúng ta cũng tính trong ngoặc trước thì chúng ta sẽ được là gì? Mẫu số chung ở đây là 12. 12 chia cho 4 được 3. 3 x 3 là 9. 12 chia cho 6 thì được 2. 2 x 5 là 10. Thế thì trong ngoặc sẽ là 9 trừ đi 10 là âm 1 phần 12. Tất cả mũ 2 là âm 1 mũ 2 trên 12 mũ 2 là 1 phần 144. Đúng không? Ý C 5 mũ 4 nhân với 20 mũ 4 trên 25 mũ 5 nhân với 4 mũ 5. Thế thì ở đây chúng ta sẽ đưa về
như cô đã dặn rồi, đưa về những gì lũy thừa cùng gì cùng cơ số đi, để cho dễ tính. Khi đưa về lũy thừa cùng cơ số thì chúng ta có thể rút gọn cho nhau được. 5 mũ 4 thì nó đã tối giản rồi, chúng ta giữ nguyên. 20 mũ 4 thì có thể viết là gì, 5 này nhân với 4, 25 thì là 5 mũ 2, tất cả mũ 5 nhân với 4 mũ 5 và bằng 5 mũ 4 nhân với 5 mũ 4 nhân với 4 mũ 4 trên 5 mũ 2, tất cả mũ 5 là 5 mũ 2 nhân 5 là 5 mũ 10 nhân với 4 mũ 5. Thế ở đây chúng ta được là gì? 5 mũ 4 mà nhân với 5 mũ 4 thì bằng 5 mũ 4 cộng 4 là 5 mũ 8 nhân với 4 mũ 4 trên 5 mũ 10 nhân với 4 mũ 5. Thế là chúng ta đã đưa về các gì? Lũy thừa có cùng gì? Có cùng cơ số rồi. Chúng ta bắt đầu thu gọn. 5 mũ 8 rút gọn với 5 mũ 10. Thì chúng ta nhớ là cứ lấy cái thằng có số mũ lớn hơn chia cái thằng có số mũ nhỏ hơn. Tức là 5 mũ 10 chia 5 mũ 8 thì được gì? 1 này. 10 trừ 8 thì còn 2. Vậy ở đây là 5 mũ gì? 2. Tương tự như thế, rút gọn 4 mũ 4 với 4 mũ 5. 4 mũ 5 chia cho 4 mũ 4 thì 4 mũ 4 là được 1 này. 4 mũ 5 thì sẽ được là 4 mũ gì? 1. Vậy thì kết quả ở đây là 1 nhân với 1 trên 5 mũ 2 nhân với 4 mũ 1 và bằng 1 phần 25 nhân 4 là bằng 1 phần 100. Được chưa? Rất là đơn giản thôi. Ý D. Ý D là âm 10 phần 3 tất cả mũ 5 nhân với âm 6 phần 5 tất cả mũ 4. Thì nó sẽ bằng âm 10 mũ 5 trên 3 mũ 5 nhân với âm 6 mũ 4 trên 5 mũ 4 và bằng âm 10 mũ 5 nhân âm 6 mũ 4 trên 3 mũ 5 nhân với 5 mũ 4. Thế bây giờ chúng ta phải đưa về các lũy thừa có cùng cơ gì? Cơ số nếu có. Bây giờ âm 10 cô có thể viết là thành âm 2 này nhân với 5. Âm 6 cô viết về là âm 2 nhân với 3. Số mũ giữ nguyên. Còn bên dưới 3 mũ 5 và 5 mũ 4 thì nó đã gì? Ở số nguyên tố rồi. Cơ số, số nguyên tố chúng ta giữ nguyên. Thì chúng ta sẽ được là gì? Âm 2 tất cả mũ 5 nhân 5 mũ 5 này nhân âm 2 tất cả mũ 4 nhân 3 mũ 4 này trên 3 mũ 5 nhân 5 mũ 4. Thế chúng ta sẽ được gì? Chúng ta thấy là âm 2 mũ 5 và âm 2 mũ 4 cùng cơ số 2. Chúng ta nhóm với nhau. Bên ngoài là 5 mũ 5 nhân với 3 mũ 4 trên 3 mũ 5 nhân với 5 mũ 4. Cái tích này là nhân 2 lũy thừa cùng cơ số, chúng ta giữ nguyên cơ số âm 2. Lấy 5 cộng với 4 là bằng 9 ạ. Thế là cuối cùng chúng ta đã đưa về tích của các lũy thừa với cơ số là số nguyên tố. Thì chúng ta bắt đầu thu gọn cho nhau. Bởi vì chúng ta thấy xuất hiện là gì? Cơ số 5 và cơ số 3 giống nhau mà. 5 mũ 5 mà 5 mũ 4 cùng chia hết cho 5 mũ 4. 5 mũ 4 chia 5 mũ 4 còn 1. 5 mũ 5 chia 5 mũ 4 thì bằng 5 mũ 1. 3 mũ 4 và 3 mũ 5 cùng rút gọn cho 3 mũ 4 được 1. Chỗ này được 3 mũ gì? 1. Vậy thì kết quả chúng ta sẽ được là âm 2 tất cả mũ 9 nhân với 5 mũ 1 nhân 1 trên 3 mũ 1 nhân với 1. Thế là được âm 2 tất cả mũ 9 nhân 5 trên 3 bằng âm 2 tất cả mũ 9
bằng âm 512 nhân với 5 phần 3 thì chúng ta sẽ được là âm 512 nhân với 5 là âm 2560 phần gì? Phần 3. Đó là kết quả của ý D bài số 4 gì? 40. Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo. Là bài số 41. Sách giáo khoa trang 23. Bài số 41 đề bài yêu cầu như sau. Tính hai phép tính A và gì? A và B. Thì chúng ta thấy trong cái phép tính này nó gồm cả cộng trừ nhân chia và có cả nâng lũy gì? Lũy thừa. Thì chúng ta sẽ cứ tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc gì? Ngoài ngoặc sau thôi. Và nâng lũy gì? Nâng lũy thừa. 1 cộng với 2 phần 3 trừ 1 phần 4 nhân với 4 phần 5 trừ 3 phần 4 tất cả mũ gì? Mũ 2. Nó sẽ bằng. Ở đây mẫu số chung là 10 gì? 12. Thì chúng ta sẽ được là 12 phần 12 cộng với 2 phần 3 sẽ bằng 8 phần 12 trừ 1 phần 4 là 3 phần 12 nhân với, trong cái ngoặc này chúng ta cũng quy đồng lên, mẫu số chung là 20 thì 4 phần 5 nó sẽ là 16 phần 20, 3 phần 4 sẽ là 15 phần 20. Thì kết quả chúng ta được là gì? 12 cộng với 8 là 20, 20 trừ 3 là 17. Mẫu giữ nguyên. Nhân với 16 trừ 15 là bằng 1 phần 2 gì? 10. Tất cả mũ, mũ 2. Thế thì ở đây mình sẽ được là 17 phần 12 nhân với 1 mũ 2 trên 20 mũ 2 và bằng 17 nhân 1 trên 12 nhân với 20 mũ 2 bằng 17 trên 12 nhân với 4 gì? 400, đúng không ạ? Và bằng 17 phần 4.800. Đó là đáp án của ý gì? Chúng ta cứ tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Đúng nhỉ? Nâng lũy thừa xong rồi mình tính. Ý B. Ý B là 2 chia cho 1 phần 2 trừ 2 phần 3 tất cả mũ 3. Thì chúng ta tính bình thường giống như ý A thôi. Chúng ta tính trong ngoặc trước. Cái ngoặc này là phép trừ của hai số hữu tỉ 1 phần 2 và trừ 2 phần 3. Chúng ta sẽ quy đồng lên với mẫu số chung ở đây là bằng 6. Thì 1 phần 2 sẽ đưa về là bằng 3 phần 6. 2 phần 3 quy đồng lên nó sẽ là 4 phần 6. Ở đây sẽ bằng 2 chia cho 3 trừ 4 là trừ 1. Giữ nguyên mẫu. Vậy thì sẽ bằng 2 chia cho âm 1 mũ 3 trên 6 mũ 3 bằng 2 chia cho gì? Âm 1 mũ 3 là 1. 6 mũ 3. 6 mũ 3 là bằng 36 nhân với 6 là 216. Thì sẽ bằng 2 nhân với 216 phần 1. Và chúng ta sẽ được kết quả là 432. Đúng nhỉ? 432 là ý B của bài số 4 gì? 40. Chúng ta cứ tính trong ngoặc nâng lũy thừa rồi tính ngoài ngoặc sau. Chúng ta chuyển sang bài số 42. Bài 42. Trong sách giáo khoa.
trang số 23. Bài số 42, đề bài yêu cầu như sau. Tìm số tự nhiên N. Tìm số tự nhiên N. Biết rằng 16 trên 2 mũ N bằng 2, âm 3 mũ N trên 81 bằng âm 27, 8 mũ N chia 2 mũ N bằng gì? Bằng 4. Thế thì chúng ta thấy là gì? Bây giờ muốn tìm được N thì chúng ta phải đưa cái gì? Đưa những cái số hạng tự do, ví dụ như 16 đây này. Đấy, về lũy thừa với cơ số là gì? Cơ số là 2 thì chúng ta mới tính được, đúng nhỉ? Thế bây giờ ý A, 16 trên 2 mũ N bằng 2. Thì chỗ này sẽ được là gì ạ? 16 thì bằng là 2 mũ gì? 4 trên 2 mũ N bằng 2. 2 mũ 4 trên 2 mũ N thì cô có thể viết về là thành gì? 2 mũ 4 chia cho 2 mũ N, đúng không ạ? Bằng 2. 2 mũ 4 chia 2 mũ N là chia 2 lũy thừa cùng cơ số. Chúng ta gì? Giữ nguyên cơ số, lấy số mũ là 4 trừ đi N bằng 2. Thế là bài toán của chúng ta chuyển về bài toán là 2 lũy thừa cùng cơ số bằng nhau. Nó cùng cơ số 2 nhá, và nó bằng nhau. Vậy thì số mũ của nó phải bằng gì? Bằng nhau, tức là 4 trừ N bằng 1. 2 chính là 2 mũ 1 mà. Thế thì N của chúng ta sẽ bằng 4 trừ 1 và N bằng gì? N bằng 3. Đó là câu gì? Câu A. Câu B. Là âm 3 tất cả mũ N trên 81 bằng âm 27. Vậy thì bây giờ chúng ta phải đưa các cái số tự do là 81 và âm 27 này về lũy thừa cơ số âm gì? Âm 3. Âm 3 tất cả mũ N trên 81. 81 chính là âm 3 mũ gì? Mũ 4. Còn âm 27 là âm 3 tất cả mũ 3. Tương tự như ý A, cô sẽ được là âm 3 mũ N chia cho âm 3 mũ 4 bằng âm 3 mũ 3. Chia 2 lũy thừa cùng cơ số, giữ nguyên cơ số, lấy phần đi, số mũ chị trừ đi nhau, N trừ 4 bằng trừ 3 tất cả mũ 3. Vậy thì ở đây xuất hiện 2 cái lũy thừa cùng cơ số là âm gì? Âm 3 mà bằng nhau. Vậy thì số mũ là N trừ 4 với phải bằng với số mũ là gì? 3. Thì chúng ta sẽ có N bằng 3 cộng với 4 và N bằng gì? N bằng 7. Thì rất là đơn giản, đúng không ạ? Đó là bài 42 ý B. Chúng ta chuyển sang ý C. Ý C cũng làm hoàn toàn tương tự như thế thôi. Là 8 mũ N trừ đi chia cho 2 mũ N bằng 4 nhé. 8 mũ N chia cho 2 mũ N bằng 4. Bây giờ chúng ta phải đưa về cùng cơ số bé nhất. Đó chính là cơ số gì? Cơ số 2. Thì ở đây cô có 8 thì đưa về được là 2 mũ 3, đúng không ạ? Còn 4 thì chúng ta đưa về là 2 mũ gì? 2. Bài toán sẽ trở thành 2 mũ 3 tất cả mũ N là 2 mũ 3 nhân với gì? N chia cho 2 mũ N bằng 2 mũ 2. Chia 2 lũy thừa cùng cơ số, giữ nguyên cơ số, lấy 3 mũ N trừ N bằng 2 mũ gì? 2. Vậy thì đây là 2 lũy thừa cùng cơ số 2 mà bằng nhau thì số mũ là 3N trừ N phải bằng với gì? Số mũ 2. 3N trừ N, đặt thừa số chung là N ra ngoài, trong là 3 trừ 1 bằng gì? 2. N nhân với tính trong ngoặc sẽ được là 2 bằng 2. Thế thì chúng ta sẽ được N bằng 2 chia cho 2 và N bằng gì? Bằng 1. Hoặc cái chỗ 3N trừ N các bạn có thể hiểu đơn giản như này. Tôi có 3 cái kẹo, tức là tôi tính N, tôi coi N là số, là đơn vị là cái kẹo đi.
Tôi có ba cái kẹo trừ một cái kẹo thì đương nhiên là nó phải còn hai cái rồi. Hoặc là diễn giải một cách chính xác hơn thì cô thấy là 3n và n nó có n là thừa số chung. Thế thì trong ngoặc cô sẽ còn là 3n lấy đi n rồi còn 3. N lấy đi n rồi thì còn gì? Còn 1. Vì n đứng một mình tức là n nhân với gì? 1. Thì trong ngoặc sẽ còn là 3 trừ 1 thì nó cũng bằng 2n. Hay là n nhân gì? N nhân 2. Đó là bài số 41 42 ý C. Chúng ta chuyển sang bài cuối cùng, đó là bài số 43. Bài số 43 nó là một bài toán tính dãy số đúng nhỉ? Bài số 43. Trong sách giáo khoa trang số 23. Ở bài số 43 đề bài yêu cầu chúng ta như sau. Biết rằng 1 mũ 2 cộng 2 mũ 2 cộng 3 mũ 2 cộng cho đến 10 mũ 2 là bằng 385. Và người ta yêu cầu chúng ta tính nhanh nhé. Các bạn nhớ là phải tính nhanh được cái tổng là 2 mũ 2 cộng 4 mũ 2 cộng 6 mũ 2 và cộng cho đến 20 mũ 2. Thế thì chúng ta sẽ nhận thấy như sau này. Bây giờ cái tổng 2 mũ 2, 4 mũ 2, 6 mũ 2 và 20 mũ 2. Chúng ta thấy tất cả những cái số hạng của cái tổng này nó đều chia hết cho gì? Đều chia hết cho 2. Thế bây giờ cô sẽ tách 2 mũ 2 thì sẽ bằng 2 nhân với 1 đúng không ạ? 4 mũ 2 sẽ bằng 2 nhân với 2. 6 mũ 2 nó bằng 2 nhân với 3. Cho đến gì? 20 mũ 2 là 2 nhân với 10. Thế thì S sẽ bằng gì? 2 nhân 1 tất cả mũ 2 sẽ bằng 2 mũ 2 nhân 1 mũ 2 cộng với 2 mũ 2 nhân 2 mũ 2. Tương tự như thế chúng ta sẽ được là 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2 và cuối cùng là 2 mũ 2 nhân với 10 mũ gì? Mũ 2. Chúng ta thấy tất cả những cái tích ở trong đây đều có thừa số chung là 2 mũ 2 này. Thế thì chúng ta sẽ nhóm vào với gì? Nhóm vào với nhau. Đặt thừa số chung là 2 mũ 2 ra ngoài. Trong ngoặc sẽ còn cái tích thứ nhất còn 1 mũ 2. Cái tích thứ hai còn 2 mũ 2. Tích thứ ba là 3 mũ 2. Cho đến gì cái tích cuối cùng là 10 mũ gì? 10 mũ 2. Thế mà cái cụm này thì đề bài đã cho chưa ạ? Cho rồi, nó bằng 380 gì? 85, đúng không ạ? 385. Vậy thì S sẽ bằng 2 mũ 2 nhân với 380 gì? 5 và bằng 4 nhân với 385. Thì kết quả sẽ được là 1540. Đó là cách tính nhanh của bài số 43. Thế thì trong bài số 43 này muốn tính nhanh thì chúng ta phải gì để ý xem à, cái biểu thức S nó có mối liên hệ gì so với cái biểu thức ban đầu mà đề bài đưa cho chúng ta làm giải gì? Giả thuyết. Thế là chúng ta đã kết thúc phần luyện tập trang số 22 và trang số 23 ở đây. Thì trong phần luyện tập này thì các bạn thấy là chúng ta chủ yếu là áp dụng các cái quy tắc về gì? Cộng trừ nhân chia số hữu tỉ này, rồi cộng trừ nhân rồi nhân chia các lũy thừa cùng cơ số, lũy thừa cùng số mũ hay là nâng lũy gì? Nâng lũy thừa. Đấy, hay là cái việc mà chúng ta rút gọn các cái lũy thừa đi cho nhau thì chúng ta cũng phải áp dụng cái phương pháp là nhân chia các lũy thừa cùng cơ số hay là cùng số mũ. Thì ở đây và xuất hiện một cái bài đọc thêm, đó là lũy thừa với số mũ âm. Thì các bạn có thể tìm hiểu cộng thêm nhé. Ở trang số 23 thì cô chỉ nói qua để các bạn hiểu một chút thế nào về lũy thừa với số mũ nguyên âm. Thì ở đây người ta đưa ra rằng x mũ âm n sẽ bằng 1 trên x mũ n. Ví dụ như gì? 3 mũ âm 2, tức là số mũ ở đây của mình đang là số mũ âm, thì nó bằng 1 phần 3 mũ 2. Đấy. Hay là gì? 10 mũ âm 3 thì nó bằng
1 trên 10 mũ 3 thì 1.000 mà, thì nó là 10 mũ gì? 10 mũ 3 nhá. Hay là 10 mũ âm 9 thì chúng ta có thể viết về là 1 trên 10 mũ gì? 10 mũ 9. Thế thì với số mũ mà là số mũ nguyên gì? Nguyên âm thì nó sẽ bằng gì? 1 trên gì? Nghịch đảo của cái số mũ nguyên âm này là x mũ n với số mũ n là nguyên gì? Nguyên dương, đúng không? Đó là bài đọc thêm về lũy thừa với số mũ nguyên gì? Nguyên âm. Thế thì bài học này của chúng ta đến hôm nay đến đây là kết thúc. Buổi hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp bài tỷ lệ thức trang số 24 và 25, các bạn sẽ đọc trong sách giáo khoa nhé. Hôm sau cô sẽ hướng dẫn phần lý thuyết cũng như phần bài tập của bài số 7 tỷ lệ thức. Thế buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi học ngày hôm sau. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.